Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Hợp tác vui vẻ và thành công. Dạ, à, bây giờ còn nói gì nữa chị? Nói gì nữa? Em háo hức quá rồi. Bắt đầu nhiều chuyện nữa. Lại nóng nảy nữa đúng không? Phải là nghiêm túc, mình là ông Mai, nhớ chưa? Mặc dù chị đại diện họ nhà trai nhưng mà em cứ việc soi chị. Chị thích em cứ việc soi chị thoải mái. Soi chị được luôn hả? Không phải, soi hai chàng trai của chị. À rồi. Hiểu không? Để khi mình kết đôi là phải dính. Dính đúng không chị? Đúng rồi. Kết đôi là dính đúng không? Vậy người ta mới gọi là mình mát tay. Dạ, ngày hôm nay có thêm bài học mới của chị Tường. Kết đôi là phải dính. Rạo rực quá rồi Tường ơi. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, các Tường xin mời hai bạn nam xuất hiện. Wow, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Wow, trời ơi, lĩnh khỉnh ha. Nhà trai đã đến rồi thì nhà gái còn chần chờ gì nữa. Giờ mời hai mỹ nhân bên nhà gái. Hai bạn nam hãy nhìn về phía ống kính. Wow. Cô gái ngồi cái vị trí ghế màu đỏ. Bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thanh Xuân. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Quê Thanh Xuân ở đâu? Dạ hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu lắm rồi chị. Nói cho em biết nha Thanh Xuân. Em giới thiệu mà bên đó, nhưng bên đây có một người hơi tay chân hơi quíu quíu. Một người cũng ngồi cùng cái chiếc ghế màu đỏ với em. Có gì đâu, lấy tay để che lên ngực, rớt tim ra ngoài hay gì. Rồi giới thiệu đi cưng. Dạ, xin kính chào cho các Tường, anh Đạt. Em tên là Phạm Phi Hòn. Em là con của tỉnh Đồng Tháp. Vậy là lên đây ghi hình thôi chứ còn mình vẫn ở dưới Đồng Tháp. Dạ đúng rồi. Rồi chừng nào về? Chắc đây đi xem phim với bạn nữ mới về chứ. Đi xem phim với bạn nữ mới về, đúng. Wow. Mà đặt mục tiêu rồi lớn dữ ta. Có bấm nút mới được xem phim chứ không bấm không có được xem phim đâu nha cưng nha. Nhưng mà giờ Hòn đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên thu mua cho một công ty lúa gạo. Rồi còn Hòn đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Em họ, rồi em gái đó ha. Hello em, chút xíu mình giao lưu với nhau nha. Ok, rồi bên họ nhà gái. Dạ em đi với một người bạn thân của em. Bạn gái đang ngồi ghế đâu. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nghe kìa, điểm mạnh điểm yếu kìa. Anh Hòn này nghe, này nghe Thanh Xuân. Dạ. Chắc có lẽ là cũng biết chút chút nấu ăn. Biết làm mồi nhậu. Biết làm mồi nhậu, mồi nhậu dữ không? Cũng có chút thôi chị. Chà cũng khá. Mấy lon? 6 lon. Bên kia biết nhậu không cưng? Dạ em cũng có chút chút. Mấy lon? Tầm 3 lon. Đưa em đi nửa chặng đường, nửa chặng còn lại. Dạ em nửa tự chặng lo. Còn lại anh đưa. Ờ đúng rồi. Khuyết điểm của em thì không biết ăn cay. Không biết ăn cay. Có xíu nóng tính. Kiểu như em không thích nói dối. Cực kỳ. Đôi khi mình biết mình bị gạt thì mình làm gì người ta? Giận. À giận thôi hả? Cho tưởng nó quýnh hay là gì chứ giận thì cũng bình thường. Rồi thôi cũng được, không ghét có đến nỗi nào. Dối à? Đây, sao? Điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ điểm mạnh của em thì em có thể nấu nướng. Nhưng mà thường thì ở nhà em nấu mình em ăn. Có là điểm mạnh em luôn hả? Cái này là dũng cảm đó. Ủa nó nghe nè, nếu vậy sao em biết em nấu ăn ngon vậy Sơn? Dạ em nấu ăn cho mọi người bên ngoài ăn thì ai cũng khen ngon. Nhưng mà riêng người nhà em á thì do cái khẩu vị không hợp á. Rồi nhiều khi bột của nhà không có thiên á. Dạ đúng rồi, có thể như vậy. Cái điểm yếu của em là em rất là cọc tính. Rồi em rất là nóng. Khi mà em mất ngủ em mới dậy. Còn bình thường thì em không dậy, em rất là vui vẻ hòa đồng. Hôm nay em có bị mất ngủ không? Dạ cũng có chút chút mà anh. Có chút chút mất ngủ nha. Thật Hòn ơi, có chứ dạ. Phi Hòn là hồi bị phi đau á Hòn ơi. Về bên đây nãy giờ uống tim rồi. Hòn nó dịnh tim hoài, nó sợ rớt ra ngoài kìa. Anh Hòn, tình trường anh sao anh Hòn? Em cũng là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Rồi có con chưa? Em có một bé trai. Bé trai luôn, mấy tuổi cưng? Gần 2 tuổi. 2 tuổi, giờ bé sống với ai? Hiện tại bé đang ở với mẹ chị. Rồi kết hôn được bao nhiêu lâu mà chia tay? Tụi em kết hôn được gần 3 năm. Vợ cũ em á là không muốn sống ở gia đình của em. Coi như là làm dâu á hả? Dạ. Rồi sao nữa? Đưa ra những cái điều kiện có lẽ em không thể chấp nhận được. Bởi vì em là người sống thiên về gia đình.
Có nghĩa là tình cảm em cần một cái gia đình đầy đủ các thành viên. Em muốn có ba có mẹ ở chung nhưng nói chung là em muốn là vợ qua ở là làm dâu. Mà vợ không muốn. Cũng không phải là làm dâu gì, tại vì toàn đi làm xa không mà. Đi làm với nhau thì lâu lâu rồi thăm gia đình vậy đó. Đó là người chủ động. Em cũng suy nghĩ cũng tôn trọng quyết định, tôn trọng quyết định. Em buồn hơn một cái là khi mà em có thích con nít qua thăm con, ông bà ngoại bé có người còn ngăn cản, thậm chí những cái vật dụng em mua cho con em thẳng tay quăng. Thôi bây giờ chuyện cũ nó qua rồi. Nói chung là đây tôi nghe sơ sơ là cái bóng dáng kiểu như là cũng cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là cũng có vấn đề ở trong này. Em sao? Hiện tại em cũng có một bé gái 3 tuổi. Khi con em 6 tháng là chồng em tự động rời bỏ ngôi nhà chung. Rất đồng cảm với các bạn nữ, nhưng mà nguyên nhân sao ly hôn? Dạ, nói chung là nhiều cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, với lại là chồng em không có trách nhiệm. Từ khi mà ảnh đi á, là con em 6 tháng cho tới thời điểm này con em 3 tuổi thì ảnh không cho con em được một hộp sữa. Lừa dối em rất là nhiều, không rõ ràng về tài chính. Tới thời điểm nhà 3 tuổi là quyết định không cho con em gặp chồng em, không cho nhận chồng em luôn. Một mình em nuôi con em. Đều là những người phụ nữ mạnh mẽ. Thôi cùng đồng cảm với các bạn nha. Cố gắng lên. Rồi mọi thứ nó phải qua một cái trang mới nha. Cố lên, cố lên. Dạ, cố lên, thiệt tình. Thanh Xuân. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em một cái đầu, hơi tròn tròn. Hơi tròn tròn. Cao cái đầu hơi tròn tròn. Bia mà sáo đòn mà không tròn có được. Hay ta. Rồi sao nữa? Chắc bạn nó giống anh á, tóc giống anh. Hay hay quá. Có rau không? Dạ không. Hay quá ta. Không cần đẹp trai, em không cần Hàn Quốc này thế kia. Em cần tâm lý thì có thể về mình tìm hiểu và bổ sung sau. Nhưng hai cái tiêu chí có nhất định phải có người đàn ông là phải có ý chí phấn đấu cho tương lai và trách nhiệm trong cuộc sống giữa vợ chồng thôi. Có gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông nhầy á, lầy á. Nhầy, lầy. Lầy lội. Ê, nhậu xỉn có lầy không? Ăn nhậu lầy lội à. Dạ. Không, bữa nay xỉn nó ngủ à, không có lầy đâu. Rồi bữa nay là Cưng đi với ai? Thanh Xuân. Dạ em đi với Bích Hạnh là bạn thân của rồi. Em rồi bây giờ ý kiến đi Cưng. Em thấy anh ghế đỏ thì có giọng nói ấm, và em nghĩ là anh là người sống tình cảm thêm gia đình. Còn anh ghế màu xanh thì em thấy là anh là có khả năng nấu nướng. Thì Xuân nó rất là đam mê về ăn uống, nên em thấy là cũng hợp phần này. Với lại anh cũng chăm lo cho con á, nên là em nghĩ là anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Hai anh thì em thấy là ai cũng là được. Được. Yeah, nhưng được. Mà nếu mà xét về vị trí địa lý á, thì anh ghế đỏ hơi xa. Còn anh ghế xanh thì anh đang ở Sài Gòn, nên là em nghĩ là nếu mà được thì anh sẽ thuận tiện hơn. Rồi đó, ít nhất là người ta cũng ngồi người ta phân tích kỹ lưỡng vậy đó mới được. Rồi ok, rồi em gái bên kia là đi theo anh Hòn đúng không? Rồi em ý kiến đi, chứ bên đây là chị Tường bảo kê, bên này không có người thân. Chị là người thân của em, yên tâm. Em nghiêng về chị Xuân hơn. Nghiêng về chị Xuân hơn ha. Xuân hơn hả? Rồi cảm ơn em. Ê Đạt, Đạt gì chị? Vụ gì chị? Chị thấy tình hình này căng á. Sao vậy? Nãy giờ chọn nhau búa xua hết trơn, không có còn cặp xanh cặp đỏ gì hết trơn. Nãy chéo ùm lum la luôn á. Chuyện này có một màn tranh giành cũng nảy lửa nha. Này em cũng không biết nữa, đôi khi cảm xúc sao biết được. Mà nó bây giờ mà mình người ta không theo ý mình nữa rồi. Mình ghép xanh xanh đỏ đỏ nhưng mà giờ nó chéo nó bắn từ lưa hết trơn. Mình không được hai nhưng mình được tới 4 lận. Là 4 người về không? Bây giờ không mấy mọi thứ là tùy họ đi chứ mình làm hết sức bây giờ đó. Mở cửa nha. Rồi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Vỗ tay thiệt lớn nha mọi người ơi. Rồi nam thì mạnh mẽ đi, mình đem quà quá trời thì mình tặng đi. Còn thả lưới ghê quá, thả lưới ghê thiệt. Dạ cảm ơn. Rồi anh Hòn đây. Cảm ơn anh.
thông qua anh này nói lên công việc của hiện tại của anh đang làm. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh. Wow. Dạ con hai phần quà này em sẽ đi gửi cho cái tường. Anh Đạt. Trời ơi. Gửi anh Đạt. Quà quá trời quà luôn. Chiều nay về nấu thôi. Sáng có làm cơm chuẩn bị sẵn cho em. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Có một phần cơm. À, một phần cơm chuẩn bị sẵn luôn. Hay ha. Nè, anh ghế màu xanh là không sợ đói nè. Anh ghế màu đỏ cũng không sợ đói luôn. Mình cảm nhận về nhau một chút đi. Rung quá. Rung quá hả? Sao rồi? Hợp. Nó rất nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn. Bây giờ có thấy giống như mình muốn không? Cũng khoảng 60%. 60% vậy là tốt rồi. Dạ. Em thấy cũng rung quá. Không biết nói gì. Thì em thấy hai anh cũng dễ thương. Dạ. Giọng nói cũng ấm áp. Dạ, em cũng rất là hồi hộp. Dạ, em thấy hai bạn gái đều rất là xinh xắn. Hai người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt vời. Trong lòng em thì xốn sang. Xốn sang với cả hai hay chỉ xốn sang với một người nào dạ. đó? Là một người thôi. Là một dạ. người dạ. Phải rõ ràng chứ, nhiều khi xốn sang cả hai luôn. Một người thì hỏi thăm ngay người đó liền đi nào, còn chờ gì nữa. Dạ. Em hiền đúng không? Dạ. Thực ra vừa nãy anh cũng phân tích với em là vấn đề như là khóc á. Mình đang nói chuyện vấn đề gì đó để mình giải quyết. Mình không giải quyết mà mình khóc xong thôi để bỏ qua vấn đề đó. Đó là cái anh không thích chứ không phải là anh không thích khóc. Cho em hỏi hai anh một câu thôi. Khi một em bé mà nó buồn á thì mình giải quyết như thế nào để cho nó vui? Dạ, thường thì em sẽ hỏi tại sao buồn, rồi bé sẽ nói ra rồi như vậy hả? Thì thôi bây giờ đừng buồn nữa nha, rồi ba chở con hoặc là chú chở con đi chơi nha, rồi về là hết buồn nha. Hòn thì sao? Đóng một vai trò mình như một người bạn của bé để nói chuyện với bé thì có thể sẽ dễ hiểu được cái câu chuyện tại sao mà bé lại buồn hay là tại sao bé lại khóc. Từ khi mà mình biết được câu chuyện của bé thì có thể nói chung là giúp bé hoặc là cho bé một lời khuyên chơi để cho nó giải tỏa tâm lý. Rồi muốn nói tâm sự gì đó, cuối cùng đó 30 giây. Đó, nhiều khi gần dòng điện nó bị chạc. Em thức từ 5 giờ sáng để em làm hai cái món. Đó, bởi vậy ta thiếu ngủ nha. Thức dậy 5 giờ sáng. Ê, cho tôi hỏi thăm câu sao cái bánh lớn cái bánh nhỏ vậy? Em đem hai cái bánh bằng nhau nhưng mà do không có tìm được cái đĩa bằng nhau nên vậy. Vậy tôi nhìn đi, tôi thấy hai cái bánh, cái bánh bự nhỏ. Cái lời nhắn nhủ gì á, vậy à. Em thấy có một lời nhắn nhủ gì đó. Không ai tinh tế đi bằng tôi đâu. Nè, gửi tới em, tới bé Hiền qua tặng quà. Đó, tiếp xúc gần nhau hơn nè, coi. Trong đó là có cái này là cái vòng tay nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Em tặng anh. Cảm ơn. Được, cái này là cái gì? Cũng là cái vòng tay. Em cũng mong là nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Chứ không phải vòng tay là trói tay người ta. Dạ. Cái này cái vòng tay chứ không phải còng tay gì hết. Cái vòng tay. Rồi. Giờ xác định mục tiêu nè. Rồi, tôi né ra bên nè. Chào em. Dạ, chào anh. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu núp yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Yeah. Đeo vô, cậu lớn. Em đẹp em. Cảm ơn. Ăn đi. Trời ơi, ta làm từ 5 giờ sáng. Chắc là cho em xin phép hỏi hai bạn. Ví dụ như đặt một cái sự chọn, em có đồng ý về Đồng Tháp không? Ví dụ như anh đang đi một mình, anh chỉ lo cho gia đình và một bé trai của anh thôi. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Anh có thể anh chọn cái cuộc sống và cái công việc ổn định của anh. Em có thể cuộc sống và ổn định công việc của em. Nhưng cả hai cùng cho nhau một điểm đi là được. Không nên quá vội vàng. Dạ, đúng để rồi. Mà đưa ra cái đúc kết. Tại vì mình còn phải tìm hiểu nhau nữa. Chứ còn thí dụ như mình đã yêu nhau đi
rồi 5-3 bữa nửa tháng hay là 6 tháng 1 năm, dạ. Tự nhiên khi tình yêu nó đủ lớn, các bạn sẽ tự biết các bạn sẽ ở đâu, dạ. Ở đâu nó phụ thuộc, nó tốt nhất cho cái cuộc sống của các bạn, dạ, cho con cái của các bạn là các bạn sẽ ở. Còn bây giờ mình mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mình đã chưa gì mình đã muốn là bạn phải dạy ở với tôi hay tôi phải giờ ở với bạn, là các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống. Đó là chị Tường nói thẳng, dạ. Đừng đặt đối phương và đừng bắt đối phương trả lời những câu hỏi khi nó chưa có sự bắt đầu. Quan trọng bây giờ là chúng ta hãy đo cảm xúc của mình ngay hiện tại giờ phút này. Cơ hội chương trình mang đến cho chúng ta có mỗi người có hai cái cơ hội. Vậy chúng ta hãy nắm bắt và kiểm tra xem mình có chọn được cái cơ hội nào trong này hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đồng ý không? Đây là khúc bắt đầu nè chị. Bây giờ tôi cho đặc quyền ưu tiên hai người bạn trai. Mỗi người sẽ được nắm tay cả hai cô gái luôn để cùng cảm nhận. Rồi mời Tùng. Tại vì hôm nay ở dưới phụ huynh á là có thích chồng chéo nhau cho nên Tường mới cho cái điều này. Đấy, rồi đấy em rồi hồi nãy nắm rồi nắm hoài hồi nãy có nắm biết. Rồi dạ chưa chưa dạ, chưa, dạ, chưa. Dạ, chưa mà em leo dầm vô mà không có nắm hả trời không có kịp chụp rồi nó sợ nó mất phần dạ rất là ấm áp sợ mất phần dạ chưa xin lỗi là tước quyền của em rồi tới dạ. Họ anh cảm ơn dạ. Quá nắm tay cười chứ không có khóc. Bây giờ còn ai muốn thể hiện tài năng khúc này là khúc lấy điểm nè trời. Khúc này là khúc lấy điểm á trời ơi em cũng có chuẩn bị một chút rồi mà em không biết em có hát hay là đọc thơ thì em đọc thơ biết. Đi đọc thơ đi đứng lạ rồi ý là cái bài hát đó nó không biết có phải là như này. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hay ê nãy giờ mình đang hát thôi mình đang đọc thơ vậy em phổ thơ. Nhạc à. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc thơ, thơ. Hay quá thôi được rồi bây giờ đến thời khắc quan trọng là các bạn phải đưa ra quyết định của mình. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt sau 5 tiếng đếm là 5 giây thì các bạn hãy đồng loạt đưa ra cái quyết định của mình nhé. Dạ bây giờ ghép đôi thần tốc cái khúc này mới là khúc cao trào nhất quyết định nhất đó là cảm xúc thật. Khi mình thể hiện cảm xúc thật khoảng khắc quyết định năm bốn ba hai anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền đó yêu lúc yêu đùa nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Một đã có màu. Rồi hết vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Xin mời hai bạn áo xanh. Hai bạn màu xanh. Đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đứng đi cùng mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn á. Wow. Bây giờ nó có sự khởi đầu rồi. Còn cái chuyện ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt mình tính sao đi. Nhưng mà nhớ có tin vui báo cho chương trình biết nha. Dạ. Mình cũng ra đây chứ. Rồi mình cũng ra đây luôn. Không sao cả. Mình sẽ lại
tiếp tục tìm một nửa của mình. Nói với lại hai cặp đôi mà không được ghép đôi, em không có lời để nói. Nhưng mà tưởng. Em hỏi anh Hòn chứ coi sao anh Hòn chọn Hiền. Có lẽ em thấy cái cảm nhận của mình thì em thấy bạn Hiền thì sống tình cảm hơn, có thể hơn, có thể học Xuân có vẻ mạnh mẽ quá. Xuân thì Xuân thì một cái rất là mạnh mẽ và có nhiều cái phong cách rất là dứt khoát, và có thể chưa có cái ấn tượng và cảm nhận đầu tiên. Cảm xúc của Xuân như thế nào? À, dạ em đến cái chương trình này em rất là vui. Mình chưa có cặp. Dạ. Nhưng em cũng chúc cho cặp đôi nắm tay nhau, bạn nắm tay sẽ tiến sâu hơn. Rồi, cảm ơn em. Hy vọng rằng là hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha.